Anh cho em hỏi ở đây mình bán sáng chiều luôn hay sao anh? Sáng chiều anh. Mà cái duy nhất này em thấy chợ hơn nó vắng vắng hay sao anh? Chợ hơi vắng. Khi nào mà chợ nó đông đông anh ha? Giờ hết hết đông rồi. À, vậy là mình vắng được khi nào anh? Nó vắng nay tầm khoảng 2-3 tháng nay. 2-3 tháng nay. Vậy là em nghĩ là cái đợt sau dịch này vô là đúng nó rồi, ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều rồi, đúng không anh? Ảnh hưởng kinh tế nên chợ vắng. Lúc trước thì chợ đông hơn. Dạ, mà khách mình đi vãng lai mình mua đồ nó đầy đủ không anh? Ít lắm. Vậy là ví dụ mà vậy đồng lời sao mà mình đủ sinh hoạt gia đình mình? Thì nhưng mà là ít thì mình tính theo ít. À bây giờ mình gói ghém đủ. Gói ghém liệu cơm gấp mắm ăn đủ rồi, ha. Đúng rồi. Dạ. Gói ghém đủ đồng lời thôi. Dạ, em cũng mong cái chợ mình nó phát triển hơn nữa ha, để mình bán nhiều hơn. Dạ, cảm ơn rồi, anh. Dạ dạ. 40 giờ. Dạ, mình bán cái đồng lời sinh nhai mình đủ không cũng ha, chi phí đồ hàng ngày ở nhà mình. Nói chung mà thiếu không phải buồn nói sao vậy? Dạ, tại vì do chợ hơi vắng mình cũng dán duy trì hả cô ha? Đúng rồi. Dạ. Nói chung lúc hộp này là cứ bù không á. Tại cứ thiếu hụt. Mình bán xã hội nặng. Bây giờ bán đóng cửa sớm với bằng khách không có nhiều. Dạ. Cô cho con hỏi là cái đoạn mình bán nhang đèn này bao nhiêu lâu rồi cũng ha? Bao nhiêu lâu? Dạ. Mấy chục năm. Mấy chục năm luôn hả cô hả? Dạ, cô bán đèn mấy chục năm rồi. Dạ, lúc thời điểm này mình bán khách đi nhiều không cô? Đó, em thấy không? Chợ năm nay có tè tù thường cũng chưa. Dạ, chứ em chưa gì bán. Dạ. Rồi giờ gì già, gái bán mà ế quá. Dạ. Thời điểm này hơi ế hả cô? Ế lắm, con thấy không? Dạ, con thấy dạng như là tình hình chung, nhưng mà mình phải cố gắng để cho mình để duy trì cái chợ của mình. Dạ. Chợ không ai đi. Dạ, thì con cũng để ý, con cũng thấy vãng lai đi hơi hết vắng. Kêu khách vô giùm đi, nói trong chợ ế quá. Dạ, con cũng cố gắng vấn đề này. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi mình kinh doanh mình thấy ổn đồng lời mình không hay là mình có bù lỗ vô không cô chị? Lỗ thì không lỗ, nhưng mà dạ như là mình không có dư thôi, ăn uống thì mình ăn mình cũng tiết kiệm chút xíu em. Ngày xưa thì bán đông, chưa dịch thì mình bán đông, mình có dư, giờ bán thì tiết kiệm chút xíu. Cũng đầy, mình trang trải cũng đầy đủ chứ không có nổi nào. Dạ, à cô cho con hỏi là ở đây là mình kinh doanh là sáng chiều. Nhưng mà khách lúc nào mà đi thời điểm đông không ha? Bây giờ hả? Bây giờ nó ế vậy đó. Giờ hả? Bây giờ bình thường hồi xưa là giờ này là đông lắm. Mà giờ không có người đi luôn. À. Mà cô kinh doanh này bao lâu rồi cô ha? Mấy chục năm rồi đó. Mấy chục mà năm. Chưa bao giờ mà ế như vậy đó. Vậy là con nghĩ là cái dịch vô á làm cho kinh tế mình nó bị yếu xuống á, là người ta đi cái đồng tiền người ta đi cũng xây chuyển cũng không có đủ mà sinh nhai cuộc sống cũng hơi bị chậm vấn đề mình tới lui để mua những sản phẩm như vậy. Ừ đúng rồi. Dạ. Bây giờ ế lắm, bây giờ hả, có khi mấy ngày không bán mở hàng luôn á. Dạ. Em Chí mến chào chú anh chị nha. Hôm nay em Chí di chuyển qua quận 4 quay cái chợ xuống chiếu cho cô chú anh chị xem là bán về mặt hàng nào, tiểu thương kinh doanh như thế nào ha. Bây giờ là mặt tiền của chợ xuống chiếu nè cô chú anh chị. Giờ em di chuyển vô chợ ha cô chú anh chị ha. Coi tiểu thương kinh doanh buôn bán như thế nào ha cô chú anh chị. Đây nó tập phô đủ thứ loại nè, như là nho hay là táo tàu hay là đường muối gạo đậu luôn nè cô chú anh chị. Dưới đây là bán đồ dùng của gia đình rất là nhiều, của gia đình cũng như là những chậu bông bằng thủy tinh đâu ha, dĩa đâu ha, những bình nhựa đâu ha. Rất là nhiều. Bên đoạn khu này là chuyên về bán chén dĩa luôn nè, đồ kiểu nè, đồ thủy tinh, những bình bông rồi để mình thờ cúng phụng nè, chân hoa đồ, con chú anh chị. Chén dĩa bình bông đủ loại ha cô chú anh chị ha. Nồi ơi son chảo ha, mấy cái dụng của gia đình rất là nhiều. Tập phô đồ đủ loại ha.
Anh cho em hỏi ở đây mình bán sáng chiều luôn hay sao anh? Sáng chiều anh. Mà cái nhất này em thấy chợ hơn nó vắng vắng hay sao anh? Chợ hơi vắng. Khi nào mà chợ nó đông đông anh ha? Giờ hết đông rồi. À, vậy là mình vắng từ khi nào anh? Nó vắng nay tầm khoảng 2-3 tháng nay. 2-3 tháng nay. Vậy là em nghĩ là cái đợt sau dịch này vô là đúng nó rồi, ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều rồi. Đúng không anh? Ảnh hưởng kinh tế nên chợ vắng. Giúp chú thì chợ đông hơn. Dạ, mà khách mình đi vãng lai mình mua đồ nó đầy đủ không anh? Ít lắm. Vậy là ví dụ mà vậy đồng lời sao mà mình đủ sinh hoạt gia đình mình? Thì nhưng mà là ít thì mình tính theo ít. À bây giờ mình gói ghém mình liệu cơm gấp mắm ăn đủ hả? Đúng rồi. Dạ. Gói ghém đủ đồng lời thôi. Dạ, em cũng mong cái chợ mình nó phát triển hơn đúng nữa rồi, ha, để mình bán nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ dạ. Đây là khu này vừa cổng số 7 vừa vô quẹo trái là chuyên về bán đồ dạng như là bình bông hay là chén dĩa tiểu đồ đủ loại ha, nồi ơi xôn chảo ha. Chú anh chủ này bán ha, chú anh chị. Anh chú, cô chú anh chị mà có đi ghé cổng số 7 này quẹo để ủng hộ mấy ảnh ha. Đây vòng vòng ở đây cũng nhiều người bán mấy mặt hàng này lắm. Hai bên giải luôn, chuyên về gia dụng. Còn bên đây là biến bán về chuyên về những loại hạt, cà phô, dầu rồi nè. Cũng hàng bách ca rồi nè. Bánh rồi nè. Bán bánh rất là nhiều hơn cô chú anh chị. Thảo Ly bán bánh rất là nhiều. Bánh kẹo rồi. Rất là nhiều lũ đại loại. Đây cũng có sạp đóng cửa hơi bắn ha cô chú anh chị. À chị ở đây mình bán sáng chiều hả chị? Mà mình kinh doanh cái đoạn này rất là đông không? Chợ vắng lắm nha. Dạ cái thời điểm này nó vắng mấy tháng nay hết rồi chị. Dạ. Chợ nó vắng lắm, nó vậy đó không có người đi. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ dạ. Hai bên đều bán đầy đủ ha, những cái thực phẩm rồi cũng có nữa, thức ăn khô mấy cái là khô bò khô này khô kia. Và những thực phẩm như những cái tương mì gói rồi nè, dầu rồi nè, bánh rồi nè. Thì trong phần mặt chợ này xích lên trên nó tính giữa mặt chợ đó là có mấy tiệm vàng ha, để em coi là bà đây là có cổng là cổng số mấy luôn ha. Đây là cổng lớn thôi. Em thấy gọi là cũng lớn mà sau chợ thôi, bán vàng rất là nhiều. Hai bên chợ bán vàng rất là nhiều ha. Chuyên về phần sau cuối này là bán chuyên về đồ tập phô rất là nhiều. Và bánh kẹo rất là lớn ha, chỗ nào cũng rộng rãi, bán rất là nhiều. Chợ sớm chiếu này rất là bự nha cô chú anh chị, rất là to. Nhiều ngã vô em thấy có cầu thang nữa, lên lầu nữa. Để chút xíu lên lầu cho cô chú anh chị tham khảo vấn đề cho trên lầu bán về mặt hàng gì. Đây là khu đập phô của mấy cô bán ở đây nè. À cô cho con hỏi là ở cái khu này mình bán sáng chiều không con hay là bán buổi sáng không? Tới 2 giờ là mình đoạn này mình đóng hả con? À dạ. Tại nói chung chợ vắng đúng là bán 2 giờ. Dạ khu này nó lúc này nó hơi vắng hả con? Chợ vắng là người ta đóng cửa ta ra đường hết rồi. Dạ sáng sáng mà là mình bán người đi qua là 4-5 giờ ra mở cửa ra tới 1-2 giờ về. Dạ. Ở cốt đoạn mà bà bán dừa thì 3-4-5 giờ. Bên cái cô 6-4 cũng 4-5 giờ. Dạ mình bán cái đồng lò sinh nhai mình đủ không con ha? Chi phí đồ hàng ngày ở nhà mình. Nói chung mà thiếu không phải buồn nói sao vậy? Dạ, tại vì do vợ hơ bắn mình cũng dán duy trì hả cô ha? Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Nói chung lúc hợp nay là cứ bù không á. Tại cứ thiếu hụt. Bán xã hội nặng. Bây giờ bán đóng cửa sớm với bằng khách không có nhiều. Dạ. Lớp mất, lớp lớn tuổi thôi không có đi chợ. Dạ, cái lớp về Covid này kia mình đúng mất rồi. Rồi, lớp mà lớn tuổi người ta cũng chậm đi lại hả cô ha?
Dạ, con mong mà chợ này bán sung túc, mình để mình bán có đồng xuyên giang mình vô. Đúng rồi, làm ra mình vô chứ để thăm dạ, con chết. Dạ, con cảm ơn con. Nói chung là cái lúc mà có bán tiệc tùng thì đủ, bữa nào mà bán không có tiệc thì thùng. Dạ, ví dụ tiệc tùng, mà lỡ mua mà gom đồ rất là nhiều rồi mình đáng là dư hơn. Ví dụ như bán người ta nấu đám tiệc á, người ta bán tiệc á, mình người ta nấu á thì mua nhiều mình có đủ. Dạ. Bữa nào không có thì thiếu hụt mình quay cho bù vô, bữa vậy bữa khác. Dạ, dạ, mình cũng cố gắng nha con ha. Đúng rồi. Dạ, 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 con cảm ơn con. Dạ. Thì các cô cũng than vãn là bán cũng hơi chậm, bữa nào bán được thì đồng là có, bữa không bán được bù lỗ. Em đi thẳng xuống đoạn này là con chuyên về bán ngang đèn ha. Tháng 7 này em nghĩ là bán hết được. Chuyên về thì vàng bạc luôn nè. Ngang đèn, ngang khu này. Cô cho con hỏi là cái đoạn mình bán nhang đèn này bao nhiêu lâu rồi đúng không? Bao nhiêu lâu? Dạ. Mấy chục năm. Mấy chục năm luôn hả cô hả? Dạ, cô bán đèn mấy chục năm rồi. Dạ. Lúc thời điểm này mình bán khách đi nhiều không cô? Đó em thấy không? Chợ năm nay có tè tu. Dạ mình ngày nào mình bán cái đồng lờ mình cũng có không đồng cô ha? Chứ em thấy chợ bán kiểu này em thấy chắc bù lỗ quá hả? Phải bù lỗ thôi chứ giờ chợ như vậy thì sao giờ? Dạ. Mai là tháng này là tháng cúng mà em thấy là chợ im liền. Dạ. Em cũng mong mình cố gắng mình bán để duy trì chợ để cô có khách đến mình sinh hoạt lại. Cái này quay gì vậy? Dạ. Cái này em quay về YouTube mặt chợ để cho những mình bán mặt hàng gì cho người ngoại dân người ta vô người ta mua trong chợ. Chứ nhiều khi mình bán mặt hàng này ở khu cửa này ở số 56, 52 rồi người ta không biết chỗ nào bán khu gì á, người ta mua ngoài không, người ta không có vô trong chợ mà ủng hộ tiểu thương trong đây. Đó là con quay này để cho người ngoài vô ủng hộ tiểu thương. Dạ dạ, cảm ơn con. Đây chuyên cái mặt về bên đây là bán toàn bộ là nhang đèn giấy cúng đồ ha. Còn bên trái mình cũng có cọc phô nè, khô đồ đủ loại ha. Chứ tới vòng vòng đây là chuyên về bán đồ giấy cúng đồ tâm linh cúng ông bà không? Rất là nhiều. Nó hơn 17 thùng á. Gấu đỏ chai hả? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ tao có gì đây. Khỏi mất công kêu chị ra. À. Em bán có này có kia em nói thiệt. Em di chuyển tới chút xíu ha cô chú anh chị ha. Là đoạn này chuyên về cái khúc cuối cuối này tập phô và bán gạo luôn. Ở đây cũng có bán gạo nếp đủ loại nè. Vậy chị kia chỉ bán khô rồi, chỉ đang ép. Gạo đủ loại. Ở chị đó chỉ đang ép. Bên đây là bán khô nữa ha. Nè quá trời ơi. Dạ khô đủ loại nha. Dạ. Em bán gì? Em quay YouTube để cho biết trong chợ mình bán về cái mặt hàng nào để cho người dân ở ngoài người ta đi vô biết ở cái cổng này số mấy có bán mặt hàng nào. Chứ để nhiều khi mình bán trong đây người dân không biết á. Người dân không biết rồi cứ mua ngoài một cái vòng ngoài để cho tiểu thương trong đây thì cũng tội nghiệp quá. Chị nói em mới là YouTube nhưng mà em tên gì á? À cái kênh của em kênh Vào Đời TV cô. Dạ dạ. Cái cô bán cái này cũng lâu hả cô hả? Lâu rồi em chị cái thường mẹ chưa chưa chị bán. Dạ. Rồi giờ chị già gái bán mà ế quá. Dạ. Thời điểm này hơi ế hả cô? Ế lắm, con thấy không? Dạ con thấy dạng như là tình hình chung nhưng mà mình phải cố gắng để cho mình để duy trì cái chợ của mình. Dạ. Chợ không ai được. Dạ thì con cũng để ý con cũng thấy vẫn like đi hơi hết vắng. Kêu khách vô giùm đi nói trong chợ ế quá. Dạ dạ con cũng cố gắng vấn đề này. À. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ dạ dạ. Bên đây còn cũng nhiều sạp đóng cửa quá ha cô chú anh chị. Đây là bọn gạo nếp luôn nè. Đủ loại gạo đậu luôn ha. Gạo nếp là đủ loại. Đậu đường luôn. Chuyên về nấu chè luôn ha. Bên đây thì vẫn có cái tạp hóa mà bán mấy cái thương hiệu mà dạng như là xà bông hay nước hoa đồ ha cô chú anh chị. Như là nước xả đồ đủ loại luôn ha. Tôm phô hay đậu ni đồ. Đủ loại mặt hàng. Chuyên về tạp hóa luôn ha. À cô cho em hỏi mình bán đây là sáng chiều luôn hay là mình bán nước sáng thôi? Sáng chiều. Dạ.
Vậy mình bán cái khách dẫn lai mình đi mua trong cái thời điểm mà sáng đông hay là chiều nó đông? Sáng đông. À sáng đông. Vậy là chiều nó vắng hả con? Chiều vắng. Mà cái thời điểm nào mà mình bán mà được cái đồng lợi rất là nhiều, hay là cái thời điểm mà nó vắng mà mình bán? Tùy theo ngày được. Em, tùy theo ngày, đâu có thời điểm được. À. Tùy theo ngày khách đông là đông, chứ không có thời điểm mà dạng như chủ nhật hay là thứ bảy. Không có, bây giờ là tùy theo ngày. À, tùy theo ngày. Dạ, em cảm ơn con. Dạ. Khách thì đi tới luôn cũng tùy theo ngày mà vô mua nha cô chú anh chị. Chứ xưa không có thứ bảy chủ nhật mà ngày nghỉ mà người ta đi vô chợ người ta mua rất là nhiều. Ngày xưa thì nó đông thì người ta đi rất là nhiều. Còn bây giờ người ta cũng hạn chế phần nào ha. Đây cái dàn tạp phô này bên đây cũng sang sạp cũng có nè các chú anh chị ha. Đây là bán về thức ăn thực phẩm, về rau củ quả. Mặt rau củ quả này là bán về nội củ nè, như là củ môn, củ lan, rồi củ hành, củ kiệu rồi cũng có nữa ha, đủ loại. Mấy khu ở đây là chuyên về mấy củ hành hay là tiêu, tỏi, hành, nớt rồi nè, đủ loại ha cô chú anh chị. Đoạn này đoạn thực phẩm nè, như đoạn mắm rồi nè, mắm là nguyên vàng luôn nha. Đây là sạp đoạn mắm nè, nguyên vàng là mắm đủ loại, mắm là mắm lóc rồi mắm linh hay là mắm má sặc, mắm vuốt, mắm tôm đồ đủ loại ha. Ba khía là cũng có cái gì cũng có ha. Khu này là chuyên về mắm ha. Đây khu này là chuyên về mắm đây nè, ba khía đâu nè, có mắm mực luôn nha có như anh chị. Dạ, cái thương hiệu này là bà Giáo Thảo ở Châu Đốc luôn nè có chú anh chị, đủ cái thương hiệu. À, chị cho em hỏi khu cái đoạn chợ của mình đó là mình bán cái đoạn lúc nào đông chị ha? Đoạn từ 7 giờ đến 9 giờ. À vậy là cái đoạn rất là sớm, thời gian đó rất là sớm, người ta đi rất là sớm. Vậy là người ta đi chợ, những người nội chợ cũng như là người lớn tuổi hay như thế nào không ha? Thì người ta đi là khoảng 7 giờ đến 9 giờ, rồi chiều thì đi lắc đác ít người. Ở đây mình bán sáng chiều luôn? Thì bán từ 3 giờ, hơn 3 giờ 45 đến 7 giờ tối. Dạ, mình kinh doanh vấn đề này thì khách đông là buổi sáng. Sáng ta lấy về bán, với khách ta đi mua đồ ăn đi là từ 7 giờ đến 9 giờ hoặc 10 giờ thôi chứ không có đi trễ. Dạ. Trễ thì chị bỏ mối, với giống như người ta lấy mối ta bán ít đi chiều. Rồi mình kinh doanh mình thấy ổn đồng lời mình không, hay là mình có bù lỗ vô không cô chị? Lỗ thì không lỗ, nhưng mà dạ như là mình không có dư thôi, ăn uống thì mình ăn mình cũng tiết kiệm chút xíu em. Ngày xưa thì bán đông, chưa dịch thì mình bán đông, mình có dư, giờ bán thì tiết kiệm chút xíu. Mình đang trải cũng đầy đủ chứ không có nổi nào. Dạ, cái thời điểm này dịch vô á là em nghĩ là nó sẽ bị vắng hơn. Một bóp người thì mắc một lớp người thì đi làm không ai vô chợ nhiều. Vắng hơn 70% luôn á. Dạ. Như giờ là 30% thôi. Hồi xưa thì mình bán mình dư, còn giờ mình bán không có dư nhiều giống hồi xưa. Dạ, em cũng dán mong là chị duy trì cái chợ để bán thì mình phát triển hơn, để từ từ có đau khách lại. Cũng mong như vậy đó. Chứ giờ mình lớn rồi mình đâu có làm gì ra tiền được đâu. Mình bán này mình thu nhập cả gia đình mình. Dạ dạ, vậy là mình cũng cố gắng hả chị ha? Cố gắng chứ giờ chứ sao vậy em? Dạ, dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ. Khu này là chuyên về mắm là nguyên giải ha, 2, 3, 4, 5 tiệm luôn nha. Mắm này đủ loại ha. Cô Năm dùm. Đây là mắm thương hiệu mắm, cô Năm Châu Đốc luôn ha. Dạ con, YouTube và khiển trang của con là Vào Đời TV thì con quay cho những mặt chợ. Vào Đời TV hả? Dạ. Để về mở coi. Dạ. Nói chung ra ở đây là hàng Châu Đốc nhưng đều cái bán cũng ba đời rồi đó. Vậy là cô bán ở đây là đời bà nội, đời mẹ, rồi dạ. tới đời cô. Vậy là cái sạp này duy trì, sạp này là duy trì cũng lâu lắm mà chị ha, mấy chục năm rồi. Dạ. Riêng cô là trên 30 năm. Vậy ở trên nữa con cộng lời cũng phải 70 năm quá, cái chợ truyền thống này rất là lâu đời. Dạ. Hồi xưa thì mẹ chị thì ngồi bên đây nè, không dĩ bên đây nè, mắm cũng ít hàng dạ. Thôi, bên đây là dĩ khô. Dạ kênh Vào Đời TV con. Nên là sau này cái bà nội cái đệ truyền lại cho mẹ.
Dạ. Nhưng mà nghề này nghề bên chồng chứ không phải bên ruột. Dạ. Nói chung là mình không có chọn người, nhưng mà cái nghề tự chọn mình thôi. Con nó có chọn không chứ nói chung ra chợ ế ế nhưng mà mình cũng duy trì. Thì em cũng mong mình dán duy trì cái chợ, cố gắng cái chợ truyền thống mình nó phát triển hơn. Ăn gì không? Dạ cảm ơn. Dạ. Ăn món Thái hay gấp món Thái lấy gì chọn ăn? Dạ được rồi chị. Dạ được rồi, cảm ơn. Ăn không? Dạ được. Dạ được rồi chị, em cảm ơn ha. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Đây là đủ loại ha. Quy khu này là khu mắm là chuyên về Châu Đốc, là bán về mấy đời luôn nha. Mắm đi quý vị ơi. Đây là cái loại mà bên đây là mắm Cô Lan. Mắm Châu Đốc sát loại luôn, Bắc Trung Nam có đủ hết. Đủ loại mắm luôn. Đây đang đóng gói gửi đi này nha. Ở đây là đóng gói là chuyển đi ship đi ha. Đi khách hàng đang mua để đem đi nước ngoài. Dạ. Dạ em cảm ơn chị à. Dạ. Nguyên động thẳng này là chuyên về mắm luôn. Em thấy bán cũng khách nhân lai đi mua cũng nhiều. Rồi cũng đóng hàng đi ha. Rồi đoạn khu bên đây là lộn về hàng ăn. Khu vực này khu vực ăn uống. Em thấy bán đủ loại ăn uống nè. Cũng như là bún, chả giò hay là cà phê. Hay là bún riêu cua, thịt cá thịt bằm. Nói chung là khu này là bán đủ loại như đồ chè nè. Nhất là mấy loại chè. Chè thì nói chung là đủ loại, chè đủ hạt ha. Trong cái khu vực này là đủ loại thực phẩm. Ốc nghêu nữa. Đây là bún Thái, ha, cháo vịt, ha, hủ tiếu đồ. Nói chung là ngoài thực phẩm này là bán không thiếu thứ gì ha. Em di chuyển thẳng xuống dưới cái đoạn dưới coi như thế nào nha cô chú anh chị. Đây khu vực bán cơm nè, cơm đại loại luôn, đủ loại, cơm gà, cơm chiên, gà nước mắm hay là tú xào, bún gạo luôn nè. Bên đây thì bán đồ tập phô, bún hay là mì gói khô hay là hủ tiếu, đủ loại ha. Như cái đoạn này thì nó hơi vắng chút xíu là cũng có nhiều sạp để sang, nhiều sạp đóng cửa, nhiều sạp để chống ha. Đây là bên đoạn hàng thịt, em thấy bên đoạn hàng thịt thì nghỉ bớt hết một mớ rồi. Đây là còn sạch trống nè, em thấy nổi bụi luôn, em nghĩ là cũng lâu rồi đó. Cũng còn dài sạp bán ha, cũng như là thịt bò dài sạp nè, heo cũng dài sạp. Đây là bò, hai bên đều bán bò ha, còn cũng dài sạp thôi. Vậy phần này là phần heo, gà, bò, rồi xong rồi tới bên đây là cá ha, cá cũng đủ loại. Cá thì đối diện với rau củ, bên mặt này cá rồi, cá biển đủ loại nè. Cá đuối, cá đỏ ha, cá hồi ha, cá thu ha, cá chim trắng đồ ha, đủ loại ha. Đối với mặt trái cây ha. Đây. Mấy đồ rau củ quả. Đem di chuyển lên lầu coi bán cái gì ha cô chú anh chị ha. Là khu toàn bộ là khu hàng cá ở phần khâu cuối của hàng thực phẩm thịt. Chuyên về cái loại cá luôn ha. Ủa Giảng, chở gì hả? Đây là đảo sập cá này cũng nghỉ bớt một mớ rồi cô chú anh chị. Chỉ còn lưa thưa vài cô bán thôi.
Em cứ thưa vài cô bán nha. Cá, mực, tôm, cua đều đầy đủ nha. Đủ loại luôn ha cô chú anh chị nha. Những đồ gia dụng gia đình mình xài, nồi son chảo, đồ kiểu nè, chén kiểu luôn nè, dĩa kiểu luôn nè. Chuyên về khu vực này là bán là những cái mặt hàng này. Đây, hàng quá là... những mặt hàng nồi ơ xong chảo luôn ha. Em phải coi là quầy hàng rất là nhiều hàng, hàng đá xong cốt. Đủ thứ nhưng hàng luôn. Là... Ê, sắc. Thì các cô cũng than là bán hơi chậm vắng khách. Thôi để em lên trên lầu trên cho cô chú anh chị coi xem là bán về mặt hàng gì. Đây, em đang có mặt ở trên lầu 1. Chuyên về bán quần áo luôn ha. Giày dép luôn ha. Để em đi phần giày dép coi như thế nào. Đây phần trên lầu thì chuyên về bán mấy phần này, quần áo, giày dép, vớ đâu nè, cô chú anh chị. Đủ loại ha. Vinh lịch đâu nè. Phần cuối trên lầu chợ này chuyên về bán dù, giày hay là dép. Rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nhiều mặt hàng giày dép quần áo luôn, đồ thun luôn ha, đủ loại ha. Bên đây khu vực này bán đầy đồ nam nè cô chú anh chị, về quần sọt, áo sơ mi đồ ha, áo thun đồ, quần jean kaki đồ, đủ loại. Dạ, chợ đi hơi vắng, các cô cũng hơi than ha cô chú anh chị. Đây là mặt này bán quần áo đồ Rioma đồ nè, rồi những cái áo khoác đồ nè, đủ loại ha. Sập trên lầu 1 ha cô chú anh chị ha. À cô cho con hỏi là ở đây là mình kinh doanh là sáng chiều, nhưng mà khách lúc nào mà đi thời điểm đông không ha? Bây giờ hả, bây giờ giờ nó ế vậy đó. Giờ hả, bây giờ bình thường hồi xưa là giờ này là đông lắm á, mà giờ không có người đi luôn. À, mà cô kinh doanh ở đây bao lâu rồi cô ha? Mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm. Chưa bao giờ mà ế như vậy đó. Vậy con nghĩ là cái dịch vô á làm cho kinh tế mình nó bị yếu xuống á, là người ta đi, cái đồng tiền người ta đi cũng xây chuyển cũng không có đủ mà sinh nhai cuộc sống cũng hơi bị chậm, vấn đề mình tới lui để mua những sản phẩm như vậy. Ừ, đúng rồi. Dạ. Bây giờ ế lắm, bây giờ hả, có khi mấy ngày không bán mở hàng luôn á. Dạ. Ế lắm, giờ không có khách, bây giờ em nhìn thấy không, thấy không có, thấy không thấy người đi luôn á. Thì em cũng thấy là vấn đề nó hơi chậm, khách vẫn lai thì đi tới luôn cũng ít. Ừ. Dạ. Cái này trên này toàn là người bán không, chứ người mua ít, ít xìu à. Vậy cuộc sống vậy sao mà mình đủ cái đồng trang trải hằng ngày của gia đình mình cô ha? Giờ không chịu, không ấy cũng phải chịu thôi chứ làm sao. Dạ. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình cũng đâu làm cái gì được. Dạ. Vậy mình dán luôn cái gốc mắm mà xây sở gia đình mình cũng dán, cũng dán để phần nào đi dán đủ ha. Thì đó thì cũng dán thôi. Dạ. Chứ biết sao bây giờ. Dạ. Giờ nó ế quá trời mà không có người lên chợ nữa. Dạ. Tệ lắm, bán bây giờ hả.
Dạ con cũng mong là con quay như vậy, những cái sạp mình bán cái mặt hàng gì để người dân ngoài biết trên lầu này bán cái gì, để người ta đi vô người ta mua mình để có đồng lời để mình sinh sống ha con ha. Đúng rồi, cảm ơn. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ. Đây đây là sạp bên Tâm Tâm là chuyên về bán quần áo nè, mùng mền da gói đủ loại luôn, quần xà lỏn hay là đồ nam đồ nữ cũng cũng có, áo khoác đồ ha cô chú anh chị. Có đi ghé ủng hộ cô. Dạ. Sao cô? Dạ. Dạ. Thì con quay YouTube này trên cái mặt hàng chợ này á, thì để cho ở ngoài người dân ở ngoài á, ta biết trên mặt hàng mình bán cái gì cái gì. Rồi để cho dân nó vô đây người ta mua, chứ người ta đi mặt ngoài vòng vòng chợ người ta mua ta cũng không biết cái gì, người ta đi chợ khác. Biết mở rộng cái chợ chiếu bán á, từ 6:30 sáng là mở cửa rồi, là trên lầu dưới đất là 3 giờ, 4 giờ chứ. Vậy là mình bán ở đây là 6:30 sáng. Còn dưới đất á, là 4 giờ là mở cửa rồi. 4 giờ khuya mở cửa. Trên đây là 6 giờ. Dạ, vậy mình kinh doanh là cái thường bữa bây giờ là đất thời gian mình đi á, là chứ có đông con khách không cô? Trời ơi, từ hồi Covid xong rồi vắng, chợ vắng lắm. Dạ, con nghĩ là dịch xong rồi một đoạn thời gian đó là làm như là mình kinh tế mình nó hơi xuống một xíu. Rồi những đồng tiền ra sinh nhai cuộc sống người ta cũng hạn chế là đi mua vật dụng này. Không phải đâu, cái chợ này nó xuống cấp hay sao chứ mấy chợ kia người ta bán, thấy anh đi quay mấy chợ kia bán được không? Dạ không, con thấy là cũng tình hình cũng chung chung vấn đề như vậy. Thế ở bên Sài Gòn đông, với Sài Gòn quê với mấy chợ Nga đông quá trời. Thì mấy cái đó thì cái con nghĩ là những cái chợ đó nước ngoài đi rất là nhiều. Còn chợ mình nước ngoài, những nước ngoài cũng có thể vô đây nhưng mà cũng ít phần ít thôi. Còn cái kia phần trung tâm nó sẽ khác hơn nhiều không? Mình cũng hơi khó bị so với phần trung tâm khách vãng lai du lịch đó ta ghé. Mấy cái chợ kia anh quay thấy nó có vắng hay không? Chợ này vắng lắm, 11 giờ chưa bán mở hàng. Dạ. Rất là vắng. Thì mình cũng phải gắng cố gắng con để mình duy trì cái chợ như thế nào để qua năm là nó khác hơn. Em mua rồi, em cho nó bận rồi. Đây em di chuyển xích tới cái mặt trên hoặc đầu chợ nha cô chú anh chị. Đây trên mấy Phật gần trên đây thì chuyên về bán những cái đồ nam nữ đều có ha. Những cái đồ hàng những người lớn tuổi, cô lớn tuổi vẫn có nè. Những giải bông hay là giải gì này cũng vẫn có ha. Dạ cô cho con hỏi là cô bán ở khu này là bao nhiêu năm rồi cô ha? Cô bán khu này là được 30 năm. Dạ 30 năm nhà mình kinh doanh mình thấy ổn không cô? Lúc đầu á, thì kinh doanh được, mà lúc về sau này á, mùa Covid tới cái kinh doanh nó ế đi, ế rất nhiều. Dạ con nghĩ là một phần thì cũng nhiều người mất, còn một phần là kinh tế nó xuống á, ta chậm đi lại. Thì mình cũng dán ngồi bán để duy trì chợ. Bán đúng rồi, dạ. Cô cũng bán duy trì chợ. Dạ, chứ để sót thì cái mình cũng không sót được đâu. Tại vì ba hồi lúc vắng hoặc đông, nhiều khi mình buông chợ ra thì nó đông lại như thế nào sao? Dạ, dạ. Cô bây giờ vẫn cố gắng bán ngồi tại cô còn khách, nói dạ. Cô. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ, dạ, dạ. Tiểu thương trên đây thì nói chung là buôn bán cũng hơi bị vắng, than cũng nhiều lắm cô chú anh chị. Tại vì mùa dịch vô là đủ thứ loại xảy ra mà, kinh tế xuống mà. Thì chợ thì hơi chậm. Nên khu này là cũng quần áo cũng nhiều, cũng có sang sạp nữa. Cho nội này luôn á. Còn giảm đau nó bán từ nửa tháng. Giải này là bán quần áo là người lớn hay là đây đủ loại luôn nè. Giải này bán quần áo là người lớn đủ loại luôn ha có chị ha. Ngồi chơi được nhiều. Áo phát hay này kia đâu ha, đủ loại ha. Như đồ bộ của trẻ em, gái, phụ nữ đâu rất là nhiều luôn ha, đủ loại nói chung là đại loại. Bán đắt rồi, tôi bán đại loại ha. Chị bán ở đây bao nhiêu lâu rồi chị ha? 30 năm. Em thấy đây là ai cũng bán cái duy trì chợ này 30 năm rồi. Nhưng mà mình kinh doanh thời điểm này là đủ trang trải cuộc sống mình không cô? Không, nguyên năm nay là ế, không có đủ xã hội. Tại vì nhiều khi chợ vắng là cái giai đoạn mà thời điểm mà dịch vô giờ này là kinh tế người ta xuống, mình cũng phải gán chịu đựng, gán chứ sao cô? Đúng rồi, dạ. Giờ bán quen mấy chục năm rồi bán luôn. Dạ, chứ để mình dán như chị chịu. Dán như chị chợ để dụ qua năm thì nó sẽ khác hơn sao? Dạ dạ, em cảm ơn dạ. Tiểu thương chợ bán nó ngồi không không chú anh chị. Thấy than không, thấy tội nghiệp quá.
Đây sạp này cũng có nhiều cái sang ha, rồi cho thuê ha. Cái phần này chuyên bán mấy giải áo dài rồi nè, giải dốc đủ loại ha, giải dốc đủ loại. Cái đó còn nguyên à. Để tao lại tao cảm ơn cháu yêu, tao gọi cháu yêu tao mới giới thiệu bán được bộ đồ, cảm ơn nha. Khu này bán nhìn nó cũng sáng sủa lắm nha cô chú anh chị, rất là sáng sủa, treo đồ đủ mặt hàng ha. Đây là mình về mình coi về khu giải nè, giải rất là nhiều loại giải dốc ha. Giải này chuyên về may áo dài hoặc là mấy cái mụn giải nè, mang chuyên về may đầm dạ hội luôn ha. Đây mẫu giải mấy mẫu khăn này nhiều không ha. Em cũng quay từ dưới lên trên cái những cái mặt hàng thực phẩm ở dưới, ở trên đây là giải dốc quần áo, em cũng quay hết cho quý chú chị xem nè ha. Chúc cô chú anh chị xem vui vẻ ha. Và đăng ký kênh em xem những clip tiếp theo nói về chợ và đường phố nha. Và em xin hẹn gặp lại các chú anh chị nha.